Rồi bao tool nó báo Z luôn nè. Máy này thì 11 Pro 256GB, ngon lành luôn. Và bát xài như một cái máy bình thường thôi các bạn. Quan trọng hiện tại là nó hỗ trợ iOS cao luôn ha. Mình làm rất là sướng nha. Giờ là mình khởi động động lại máy, coi thử nó có văng ngặt ti hay gì không ha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận bypass cái máy iPhone nó bị khóa chủ sở hữu nè. Máy này thì iPhone dòng cao rồi. Muốn bypass full SIM nghe gọi á, các bạn phải lấy cái SIM các bạn bỏ vô máy trước, mình coi thử nó có xấu không nha các bạn. iPhone 11 Pro iOS khá là cao ha, 17.5.1. Tình trạng thì mình thấy nó bị dính iCloud thôi. Các bạn lên trang chủ của cái tool iRemove One Pro nè, mình tải cái phiên bản mới về nha. Hiện tại thì cái tool này nó đang hỗ trợ iOS cao luôn ha các bạn. Rồi tải về mình mở cái tool lên. Máy mà máy lock á, hoặc là khóa chính sách Chimera á, hiện tại mình chưa có bypass được nha. Mình mở cái tool, chờ cái tool nó báo là cái máy này đã được hỗ trợ nè. Các bạn thấy nó ghê không? Thì khi mà cái tool nó báo cái máy này được support á, các bạn copy cái số series các bạn muốn làm á thì gửi cho mình. Mình đi order giúp các bạn nha. Sau khi á mà mình order cái số series thành công á, tiếp tục mình trở lại cái tool, coi thử cái tool nó báo cái số series mình đã được thêm, đã được giống như là server nó nhận chưa, là mình có cách mà mình làm tiếp theo nha các bạn. Sau khi các bạn trở lại cái tool đó thì cái tool nó sẽ báo nè, cái số series này đã được đăng ký. Trong quá trình tiến hành gì đó mình phải đợi từ 3 đến 5 ngày, thì nói chung là cái đó là server nó quy định thôi, chứ thường thường mình thấy là hầu như là trong vòng 24 tiếng hoặc là sau 24 tiếng một xíu là ok nha các bạn. Ví dụ giờ mình canh cái máy này thử ha. Đây nè, kêu vào ngày 27 nè, các bạn thấy không? Thì giờ mới bắt đầu tiến hành mình đợi thôi. Server nó đã nhận số series rồi, tiến hành nó sẽ tự làm việc trên đó. Kệ nó. Thì sau khi mà khoảng hơn một ngày xíu nữa các bạn thấy không? Cái tool nó sẽ báo là những cái số series mà gửi cái dạng như gửi trước hay gì đó là nó đã thành công rồi. Tiếp tục mình trở lại cái máy tính. Mình lấy cái iPhone ra, mình bỏ cái SIM để cái gì mình bypass full nghe gọi luôn nha. Tool này hiện tại nó hỗ trợ từ nói chung là iOS 17 á, là từ iPhone 13 Pro Max trở lại nha các bạn. Sau khi mà cái máy nó nhận SIM đầy đủ, có sóng nhưng mà chưa có tên nhà mạng á, rồi mình trở lại cái tool iRemove One Pro nè. Mình mở lên cái phần mà dịch vụ service gì nè, các bạn thấy không, nó sẽ báo là M2 rồi cái chữ FT á, nó sẽ sáng đèn lên, nó cho mình bấm, nó vậy thôi. Nói chung cái này thì các bạn nào cần thiết á làm á thì nhắn tin cho mình hỗ trợ giúp các bạn ha. Còn các bạn thấy giá hợp lý hay gì đó thì các bạn thích thì làm, không thì thôi, tùy thôi. Cái này hỗ trợ từ XR cho đến 13 Pro Max nha các bạn, full iOS luôn á. Còn nếu các bạn mà có iPhone 14 series á thì nó chỉ hỗ trợ hiện tại là 16.6.1 nha. Lúc mình lên video này là nó hỗ trợ từ 16.6.1 thôi, dòng 14 series nha các bạn. Tất nhiên là 15 thì chưa được rồi. Thì lúc này trong quá trình cái tool nó chạy, nó tiến hành nó sẽ reboot cái máy của mình á, thường thường mình để ý là 2 lần nha. Nó sẽ chạy 2 lần, tắt máy khởi động lên 2 lần là nó sẽ bypass thành công. Thì các bạn cứ đợi thôi, lúc này mình cứ đợi thôi thì cái tool nó sẽ tự chạy tự động hết á. Quan trọng các bạn thấy hợp lý thì các bạn làm, không thì thôi ha. Hiện tại thì nó bypass là nó phát giống như là reset giả luôn nha các bạn, là full chức năng như một cái máy bình thường thôi. Các bạn đừng có hỏi bị này bị kia không, mình bypass là full hết, bypass là ẩn, còn remove là off iCloud ha, các bạn phải phân biệt nha. Thì lúc này mình đợi cái máy nó sẽ reboot thêm một lần nữa nè. Tool này hiện tại thì nó chạy khá là ngọt đó các bạn. Thì mình thấy các bạn có những cái máy này nói chung là mình để hổm giờ khá là lâu rồi, mình nên lấy ra mình chạy ha. Rồi tool nó báo thành công nè, máy đã bạn đã active thành công, có thể là update OTA nha các bạn. Ví dụ như có phiên bản mới các bạn thích thì update lên, còn không thì thôi ha. Rồi bao tool nó báo Z luôn nè,
Máy này thì 11 Pro 256GB, ngon lành luôn. Bypass xài như một cái máy bình thường thôi các bạn. Quan trọng hiện tại là nó hỗ trợ iOS cao luôn ha. Mình làm rất là sướng nha. Giờ là mình khởi động lại máy, coi thử nó có văng ngặt ti hay gì không ha. Mình làm những cái máy này mình test khá là kỹ cho khách hàng nha các bạn, chứ để nhiều lúc người ta đem về xài về quê hay gì á, nó bị trục chặt thì gỡ lên rồi xuống nó cũng hơi bất tiện cho khách hàng ha. Rồi ngon lành, hiện tên nhà mạng nè. Mời đẹp. Giờ tiến hành mình test cuộc gọi hay là gì đó thì các bạn cứ test thoải mái thôi. Này hiện tại nếu mà tool nó ok thì các bạn lỡ chạy chương trình hay gì thì ghim vô mở tool làm lại free nha. Giờ mình tiến hành mình xóa reset dòng 2 thử cho các bạn xem luôn. Tắt cập nhật đi. Hiện tại iOS này khá là cao rồi, không nhất thiết phải cập nhật ha. Giờ mình đặt lại tất cả cài đặt nè. Coi thử nó có văng màn hình hello hay là active không nha các bạn. Oh my god. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.